Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của bên Tuấn Ô Tô. Và hôm nay thì Tuấn Ô Tô cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em. Và hôm nay thì ngày là ngày cuối tuần. Tuấn Ô Tô xin giới thiệu cho anh em xem chiếc xe Honda Master 125. Honda Master 125 nha anh em, xe màu đỏ luôn nha. Xe còn khá là đẹp anh em. Đồ đạc thì hiện tại vẫn còn riêng theo xe. Hiện tại thì không có độ chế gì hết nha. Đó, xe rất là đẹp nha. Cản chống đổ rồi, bi đông rồi, chi kiến rồi, chi là vẫn còn đinh theo xe hết, già rồi, rất là đẹp nha. Nói trong nước sơn, lốc máy rồi, này bánh mâm rồi, vỏ trước, vỏ sau nhìn khá là đẹp luôn. Đó, anh em nào có cần mua những dòng Master thì liên lạc cho em để mình chốt giá con xe này. Nó xe này thì mới vừa về luôn, nên cũng tranh thủ quay video để giới thiệu cho anh em xem. Và anh em nào cần mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng lên là địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe nha. Và bên em là có ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em là ở tỉnh anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Đó, con này khá là đẹp. Anh em ở dưới tỉnh nha, anh em không lên được bên cửa hàng thì bên cửa hàng có thể ship xe về cho anh em luôn. Còn anh em nào ghé lên cửa hàng xem xe mua trực tiếp thì bên Tuấn Ô Tô sẽ fix giá cho anh em để anh em có xăng nên anh em đổ xăng chạy về. Con này thì Master 125 thì mẫu mã kiểu dáng đó là khá là đẹp luôn, rất là nhiều anh em biết đến và rất là thích nha. Mấy con này thì thấp chứ không có cao, 1m50, 1m55 là anh em ngồi đi vô tư nha anh em. Đó, anh em ngồi đi vô tư. Mấy con này anh em chạy cũng khá là ok luôn anh em, giống như gần đây là anh chạy thử luôn cho anh em. Nó số của nó thì hộp số của nó là 5 số. Số tới luôn nha, hộp số của nó là 5 số tới, rất là dễ chạy, côn tay nè. Tháng kiến rồi nhìn rất là ok anh em. Nói chung mấy con này thì anh em về chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm gì hết. Xe thì bên Tuấn Ô Tô đã canh chỉnh và rửa ráy. Những phần nào mà cần sửa thì bên Tuấn Ô Tô đã làm hết lại cho anh em rồi. Anh em chỉ có về việc là việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì nha. Máy mát thì bình đề càng đàn đầy đủ. Hôm nay thì 1m50, 1m55 là anh em đi vô tư nha. Đó. Nè, chạy rất là ok anh em. Con này tôi thấy anh em ngồi chạy cực kỳ thoải mái luôn nha. Khi anh em đi xa hoặc anh em máy là anh em chạy cực kỳ thoải mái luôn nha. Rất là nhẹ nha, càng đèn xi nhanh độ bậy đầy đủ hết anh em. Đó. Tư thế anh em ngồi xa nè, 1m50, 1m55 là anh em ngồi đi vô tư nha, không có bị hỏng chân. Và tư thế ngồi nó cực kỳ thoải mái khi anh em đi xa luôn. Nó gan tì mái đồ nổ rất là nhuyễn luôn, nó rất là nhuyễn nha. Mấy con này thì anh em hiện tại con này thì bên cửa hàng mà Tuấn Ô Tô để ra với giá cho anh em là 31 triệu nha, vì xe đẹp nha anh em, những số thành phố luôn. Đó, xăng tên vô tư anh em nha. Đó, chạy thử một vòng để cho anh em xem nha. Rồi em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh em mình để ý anh em mình xem. Nè anh em ơi, máy móc cực kỳ ok luôn. Máy hiện tại là máy là nguyên ring, chưa có làm gì hết. Đó, tư thế ngồi chạy nè, rất là ok anh em. Đó, anh em cứ xem hết video nha. Để xí nữa em sẽ giới thiệu từng chi tiết móng xe cho anh em xem, như là chất lượng về xe. Đó, để anh em mình xem, để anh em biết, anh em nào cũng thấy không lên được cửa hàng thì Tuấn Ô Tô sẽ ship xe về nha anh em luôn. Đó, rất là ok nha, số rất là nhẹ luôn anh em. Đó. Địa chỉ cửa hàng mình Tuấn Ô Tô là 2562 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp. Đèn đúc nè, xi nhan đồ nhìn đồ rất là đẹp luôn. Đó, côn nè, thắng nè, thắng đĩa trước, bánh mâm luôn, vỏ trước, vỏ sau là vỏ không rụt. Nói chung rất là đều đồ anh em. Đó. Trước tiên thì em giới thiệu sơ cho anh em một vòng ha, để anh em mình xem con xe như thế nào. Đó, xe thì kiểu dáng nó là đẹp luôn, đồ đạc trên xe là nguyên ring hết nha anh em. Xe là vẫn còn nguyên bản nha, hiện tại là không có độ, không có chế gì hết nha. Đó, anh em mình để ý ha, nè, từ đuôi sau cho đến già đồ phía trước, nước sơn nè, bô nè, bánh mâm nè, nước sơn nè, đèn kiến hậu đồ vẫn còn đi theo xe hết. Đồng hồ là vẫn hoạt động bình thường hết nha. Đó, anh em mình để ý ha, anh em mình để ý con xe nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, tuyệt vời luôn, biển số cũng đẹp nữa. Bánh mâm nè, nhìn ha, khá là đẹp luôn. Máy móc là bình đề càng đèn đầy đủ hết nha. Vỏ trước, vỏ sau nè, không rụt luôn, vỏ còn rất là tốt. Nhông sinh đĩa còn khá là mới luôn anh em. Đó. Nói chung con này thì về thì việc sử dụng thôi.
Bên Tuấn Mô Tô là chuyên bán các dòng xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha, những dòng xe ring, những dòng xe lướt nha, những dòng xe đẹp nha, không có độ, không có chế nha. Đó, anh em nhìn ha, từ đầu tới đuôi nha, rất là đẹp nha anh em. Đèn nè, rất là mới luôn, đồng hồ nè, khá là ok, đèn xi nhanh đồ vẫn còn rất là tốt nha. Đó, anh em nhìn ha, tem rồi nhìn rất là đẹp luôn, từ đầu tới đuôi nha, logo đồ khá là ok anh em, đèn rất là sáng ha. Phần phục nè, rồi phần bánh mâm trước nè, trong đồ em thấy khá là đẹp luôn. Vỏ thì vỏ không rụt chai, còn rất là sâu. Vỏ này thì anh em chạy vô tư nha, đó, phải lo là vỏ thế này thế kia. Đó, xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là xe đẹp hết nha, xe ring hết. Đó, về phần máy móc thì vẫn hoạt động bình thường, và chức năng thì đều tốt hết, chạy đèn xi nhanh đầy đủ. Nè, giống như là hoạt động nè, nó tắt máy, mở đèn, mở nút đề, nó hoạt động vẫn bình thường. Số anh đi, anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu trên này, rất là đầy đủ nha. Đồng hồ tô máy, đồng hồ km nè. Bên này thì nút xi nhanh trái, xi nhanh phải nha, và nút kèn và nút cốt pha, nó đầy đủ hết. Con này thì anh em đi số bao nhiêu thì nó hiện cho mình số bấy nhiêu trên này. Đó, anh em mình đi thì nó hiện hết đầy đủ nha. Đó, bình xăng này khá là đẹp luôn, đó, nắp xăng. Đó, nói chung con xe này, về con xe này thì anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em mình cũng không cần làm thêm cái gì. Máy móc thì quá là ok luôn. Đó, anh em này, anh nhìn ha, đồ đạt nè, đồ Honda, anh nhìn đồ rất là chắc nha, rất là bền nha anh em. Mấy dòng này anh em chạy cực là siêu bền luôn, cực kỳ bền và cực kỳ lợi xăng nữa. Đó, phụ tùng thay thế cũng khá là dễ. Bên Tuấn Mô Tô hầu như là có bán đầy đủ tất cả các loại phụ tùng xe mô tô, từ phân khối nhỏ cho đến phân khối lớn nha. Đó, anh em nào mua thì em chỉ số điện thoại cho anh em, gọi điện trực tiếp để mua, hoặc anh em chỉ chỗ luôn cho anh em, để anh em cần mua gì thì anh em cứ việc lên mua nha. Đó, rất là đầy đủ nha, thắng nè, đó là chuẩn luôn anh em. Đó, rất là ok nha. Đó, đầy đủ, bô là vẫn bô ring luôn nha, hay xe nữa, nổi tiếng rất là êm. Và mỗi anh em xem video thì đừng quên là bấm nhớ ủng hộ Tuấn Mô Tô một like nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh á thì anh em bấm đăng ký kênh ha, để tiếp tục theo dõi video sau là một con Shadow 150 đời 2019 luôn, xe cực kỳ ken. Đó, video sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Đó, vì anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau là một con Shadow 150 đời 2019, video sau em sẽ giới thiệu cho anh em. Đó, anh em nhớ bấm đăng ký kênh ha. Và mỗi anh em xem video xong thì anh em nhớ bấm số 1 giùm em nha, để em biết là anh em đang xem video. Đó, anh em nhìn ha, nha, chẳng là về rồi nhìn ha, vỏ sau gai cực kỳ chắc luôn anh em. Đó, gai còn khá là sâu luôn anh em. Đó, anh em mình về vô tư mình sử dụng nha. Những con xe đẹp như vậy thì chỉ có bên cửa hàng Tuấn Mô Tô mới có thôi nha. Vì bên Tuấn Mô Tô là chuyên bán các dòng xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng, những dòng xe đẹp, những dòng xe ring nha, những dòng xe lướt, đó, máy móc cực kỳ chuẩn. Còn khi mà bên Tuấn Mô Tô mua con xe nào về thì canh chỉnh, đó, rửa ráy rất là kỹ, để anh em mình chỉ việc sử dụng thôi, anh em mình không cần làm thêm cái gì nha. Những con xe mô Tuấn Mô Tô mua về là canh chỉnh nè, rửa ráy rất là sạch, sửa canh chỉnh của mọi thứ hoàn toàn là về như mới, như ring, hoạt động bình thường hết nha. Đó, để cho anh em mình mua, anh em mình sử dụng, những anh em ở tỉnh mua anh em yên tâm, vì những xe bên Tuấn Mô Tô mua vô là canh chỉnh rất là kỹ. Đó, rất là kỹ, rất là đều đồ cho anh em mình, để anh em mình sử dụng nha. Nhôm sinh đĩa nè, còn khá là mới luôn anh em. Nhôm sinh đĩa hầu như là nhôm sinh đĩa mới luôn anh em ơi. Nó nhôm sinh đĩa mới luôn. Giờ băng luôn. À, nhôm sinh đĩa mới luôn anh em. Đó. Đồ đạc trên xe thì vẫn còn hoạt động bình thường rất là tốt nha. Hộp số con này thì vẫn là 5 số bình thường giống như mọi xe khác em đã giới thiệu. Số 1 anh em giảm phía trước, 2, 3, 4, 5 anh em giảm phía trước luôn. Rồi khi nào anh em về số thì anh em giảm phía sau nha, thì về số nha.
đó, máy móc bình xăng đồ là vẫn còn nguyên riêng theo xe đó, lốp máy Honda luôn anh em, dòng xe chính hãng Honda luôn nha, đó, rất là đẹp. Hệ thống phía trước nó thì phanh đĩa trước nha, hệ thống phía trước thì phanh đĩa trước đó, rất là chắc chắn nha. Đó. Và tiếp tục, và khi anh em mình sử dụng con xe này đó anh em ngồi anh em chạy đúng không, cái cảm giác anh em rất là thoải mái nha, nó không có gây sự mỏi lưng hoặc khó chịu nha, và vô số nè, rất là nhẹ luôn đó anh em, vô số nên chạy được cực kỳ nhẹ luôn, rất là nhẹ nha đó, hầu như là nói chung khá là ok. Mấy dòng này thì nói chung nhiều anh em rất là thích mấy dòng này vì đa số anh em đi nó rất là nhẹ luôn đó, chạy cực kỳ nhẹ luôn đó, và lợi xăng nữa, phụ tùng thay thế dễ. Đó, giá thành cũng rất là hợp lý. Giá con này hiện tại anh em đưa ra với giá là 31 triệu. Giá này thì bên em bao ship cho anh em luôn nha, bên em có thể bao ship cho anh em luôn. Còn nếu như anh em nào mà ghé lên cửa hàng mua ha, đó, là bên em sẽ bớt tiền xăng tiền gỗ để cho anh em đổ xăng chạy về nha. Đó, con này thì biển số thành phố luôn anh em, chính chủ, ví giấy, sân tên, vô tư nha. Đó, còn khá là đẹp luôn đó. Và anh em nào nè, đồ xi của nó rất là đẹp nha anh em, anh em mình để ý nha đó, anh em mình cứ để ý kỹ nha, xi nhan nè vẫn còn riêng theo xe, rất là đẹp đó, vỏ trước vỏ sau là vỏ không ruột luôn, cực kỳ ok, bô ring phục ring nhúng rất là êm nha đó, nước sơn còn khá là đẹp luôn, xe là rất là sạch sẽ nha anh em đó, xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là rất là sạch sẽ nha, rất là đẹp nha đó, không có độ chế nè, không có làm gì hết nha, đồ trên xe là vẫn còn riêng theo xe, khá là ok luôn. Full xe con này khá là đẹp nha. Và anh em nào xem xong video thì nhớ bấm đăng ký kênh hả, để tiếp tục theo dõi video sau là một con Shadow 150 nha. Video sau là chiếc Shadow 150 đời 2019, video sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Địa chỉ cửa hàng bên em là 262 ha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để anh em mình tới xem xe trực tiếp nha. Đó, gần công viên nước Đầm Sen anh em, gần đường, gần công viên nước Đầm Sen, gần ở tư 4 xã nha. Kiến hậu của nó là vẫn còn riêng thay xe nè, đó, đồ đạc nè, thắng đĩa trước nè, rất là ok luôn anh em. Đó, và những con xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là những xe riêng hết, xe đẹp hết nha, máy móc chuẩn, bên em mua về chỉ việc sử dụng thôi, và giá bên em đưa ra thì bên em có thể bao ship cho anh em luôn, bên em ship rất là nhanh nha anh em đó, lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì bên em ship trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ là tới đó, rất là nhanh gọn lẹ luôn cho anh em mình có xe anh em mình sử dụng nha. Yên bọng ba ga này khá là đẹp luôn, yên là yên ring của nó luôn nha anh em đó, yên ring của nó luôn nha, chưa có làm gì hết nha, rất là đẹp nha đó, nước sơn nè, tem nè, nhìn khá là ok luôn đó, tắt nè, mọi thứ trên xe là vẫn hoạt động bình thường hết, đầy đủ, và đồng hồ bố số nè, chronometer, đồng hồ tua máy vẫn hoạt động bình thường hết, ok hết mọi thứ nha đó. Biển số nó chín nút luôn. Đấy, và em sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại cho anh em cái video sau. Sẽ giới thiệu cho anh em xem chiếc Honda Shadow 150 nha. Đó, video này em sẽ ngưng và chúc anh em xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và em sẽ ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube bên Tuấn Motor nha. Và hôm nay thì Tuấn Motor cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video trong thời gian vừa qua và đã ủng hộ Tuấn Motor rất là nhiều. Và hôm nay thì Tuấn Motor cũng xin giới thiệu cho anh em một con xe Suzuki GZ 150A, dòng xe
phun xăng điện tử nha, đời 2018 luôn nha anh em. Con này thì có giá cực kỳ hữu nghị cho anh em nào mới chơi luôn. Đó, con này được cái là đời 2018 luôn. Đó, nên anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng về địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe nha. Và bên em là có ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em là ở tỉnh, anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em. Đó, con này là Suzuki GZ-Macadamia đời 2018, phiên bản là của Việt Nam mình sản xuất nha anh em. Không phải hàng nhập khẩu Trung Quốc là sao này nha. Đó, nên con xe này có cái giá cực kỳ hữu nghị cho anh em luôn. Giá con này hiện tại bên em đưa ra với giá là 48 triệu. 48 triệu nha. Anh em nào cần mua thì liên lạc cho em để chốt giá. Đó, hiện tại bên em bán xe là bán các dòng xe ring, xe lướt, xe đẹp nha. Không có bán những xe độ, xe chế nha anh em. Đó, bên em mua bán rất là uy tín hồi xưa tới giờ. Đó, nhiều anh em biết đến và được cái là bên em bán cực kỳ giá, cực kỳ hữu nghị cho anh em luôn. Đời 2018 anh em bán chỉ có 48 triệu. Đó, anh em nào mua thì liên lạc. Con này thì biển số thành phố chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên luôn. Nên anh em mua về, anh em sơn tên đúc góc vô tư nha. Địa chỉ cửa hàng mình Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Gần ở tư 4 xã nha anh em, gần công viên nước Đầm Sen. Đó, anh em nào ở tỉnh, anh em lên thì bên Tuấn Mô Tô sẽ fix tiền xăng, tiền cổ cho anh em, để anh em đổ xăng chạy về. Còn anh em nào mà ở tỉnh thì giá này thì bên em ba ship cho anh em luôn. Đó, giá cực kỳ hữu nghị cho anh em luôn nha. Bên em ship rất là nhanh nha. Giả sử như sáng này bên em ship thì có thể sáng mai là anh em nhận, hoặc chiều là anh em nhận, hoặc tối anh em nhận, rất là nhanh. Đó, chứ không có giống như mấy cửa hàng khác ship là 7-8 ngày tuần lễ mới tới nha. Không, bên em ship rất là nhanh. Còn những anh em nào lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng là sẽ tới ngay luôn. Đó, và theo đây em sẽ tiến gần là và giới thiệu sát cho anh em xem con xe này. Cũng giống như là em test tiếng máy chạy thử rồi mà quay từng chi tiết cho anh em xem. Đó, anh em xem hết video nha. Những anh em nào hay thường xuyên theo dõi kênh bên Tuấn Mô Tô thì anh em bấm cho Tuấn Mô Tô một like. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ha. Mỗi anh em xem video thì bấm số 1 giùm em để em biết là anh em đang xem video.